Duy trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống. Trong video hôm nay thì Duy trở lại với chủ đề sức khỏe. Chủ đề của video hôm nay đó là cái giải pháp để giúp cho người già dễ ngủ và ngủ ngon giấc và không cần phải dùng thuốc. Có thể nói là bệnh khó ngủ ở người già là một trong những bệnh rất là phổ biến, đặc biệt là các cô bác anh chị trên 60 tuổi. Nhiều cô bác anh chị khó ngủ dẫn đến tình trạng là lạm dụng thuốc ngủ trong một thời gian dài. Nhiều tác dụng phụ của thuốc ngủ gây hại gan, hại tim, hại thận, hại dạ dày và đặc biệt là gây tổn thương nghiêm trọng các tế bào thần kinh, làm cho quá trình mất ngủ càng trở nên nghiêm trọng. Ông bà ta thường có câu là ăn được, ngủ được là tiên, ăn ngủ không được thì mất tiền lại thêm lo. Điều này ông bà muốn nhấn mạnh là giấc ngủ đối với người lớn tuổi là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Bằng việc quan sát thực tế thì Duy thấy rằng những cái người lớn tuổi mà có dáng gầy gầy thì lại có tuổi thọ cao, và đặc biệt là những người ăn rất là ít lại thường sống rất là thọ. Và một đặc điểm vô cùng quan trọng của những người già sống thọ đó là ngủ rất là dễ dàng. Đối với người lớn tuổi thì giấc ngủ nó còn quan trọng hơn nhiều so với cái việc ăn uống. Trong cái video hôm nay thì Duy xin chia sẻ cho quý vị 5 cái lời khuyên vô cùng quan trọng giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ tự nhiên, ngủ ngon giấc, giúp hồi phục sức khỏe tốt và không cần phải dùng đến thuốc ngủ. 5 lời khuyên mà Duy đưa ra trong video hôm nay đó là: thứ nhất là tắm nắng, thứ hai là chúng ta hãy tập thở bụng thường xuyên, cái thứ ba là chúng ta không nên ăn đêm, cái thứ tư là làm sao chúng ta sống một cách vô tư và không phải quá lo lắng, và điều thứ năm là làm sao để chúng ta hạn chế cái việc đi tiểu đêm. Duy xin đi vào cái lời khuyên thứ nhất đó là tắm nắng. Thì tắm nắng đối với người lớn tuổi vô cùng quan trọng. Mỗi ngày chúng ta có thể tắm nắng từ 20 đến 30 phút. Và Duy khuyên quý vị là tắm nắng trước 9 giờ sáng hoặc là sau 4 giờ chiều. Và sau đây là những cái lợi ích tuyệt vời của việc tắm nắng. Tắm nắng sẽ kích thích cái tuyến tùng nằm sâu bên trong não của chúng ta, sẽ tiết ra một cái hormone an thần tự nhiên đó là melatonin, và melatonin giúp cho quý vị có thể đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên và ngon giấc. Ngoài ra thì tắm nắng còn giúp cho da của chúng ta sẽ tổng hợp vitamin D khi tiếp xúc với nắng mặt trời. Vitamin D này đi đến gan sẽ tạo thành vitamin D2, và D2 đi đến thận sẽ tạo thành vitamin D3. Và vitamin D3 nó có hoạt tính gấp 1000 lần so với vitamin D, và nó có vai trò quan trọng trong việc giúp cho thận của chúng ta tái hấp thu một cách hiệu quả các khoáng chất trong nước tiểu để trả về cho dòng máu, do đó ngăn ngừa được cái hiện tượng loãng xương, hiện tượng thoái hóa khớp. Mà loãng xương, thoái hóa khớp là một trong những cái điều mà làm cho chúng ta đau nhức và gây khó ngủ. Một cái lợi ích nữa là vitamin D3 là một trong những cái vitamin chống lão hóa rất là hiệu quả. Bởi vì vitamin D3 giúp cho cơ thể của chúng ta thay thế những tế bào bệnh, những cái tế bào lão hóa nằm ở trong các cái mô và các cái nội tạng để mà thay thế bằng những cái tế bào lành, những tế bào khỏe mạnh hơn, từ đó tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể và giúp cho cơ thể trẻ trung hơn. Cái lời khuyên thứ hai mà Duy xin gửi đến quý vị đó là chúng ta hãy tập thở bụng. Cái cách mà tập thở bụng như thế nào thì quý vị có thể xem chi tiết trong cái video mà Duy đã hướng dẫn là cái phương pháp thở bụng và vai trò của thở bụng đối với sức khỏe và chữa lành tự nhiên của cơ thể. Quý vị click vào cái đường link video bên trên này hoặc là xem cái video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Thở bụng đơn giản là chúng ta sẽ nâng và hạ cái cơ hoành của chúng ta lên xuống một cách nhịp nhàng, sâu, chậm, đều. Khi cơ hoành nâng lên hạ xuống như vậy thì toàn bộ cái hệ thống ruột, cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, dạ dày, gan, ruột non, ruột già, tuyến tụy, tụy tạng sẽ được massage và máu huyết sẽ lưu thông tốt nhất trong ruột. Và máu huyết trong gan, đặc biệt là cái tĩnh mạch cửa của gan sẽ lưu thông tốt, từ đó giúp ích cho quá trình tiêu hóa dễ dàng. Ngoài ra thì thở bụng còn giúp cho tăng cường cái khả năng hấp thu của ruột và tăng cường cái sự tuần hoàn máu, đặc biệt là dung nạp đầy đủ oxy và dinh dưỡng đến các tế bào não. Và các tế bào thần kinh được nuôi dưỡng tốt thì giúp cho chúng ta cải thiện tốt đẹp cái giấc ngủ của mình. Đối với phương pháp thở bụng thì quý vị có thể áp dụng nằm cũng được mà ngồi cũng được. Nếu chúng ta ngồi thở bụng sau bữa ăn 15 phút thì giúp cho cơ quan tiêu hóa của chúng ta sẽ tiêu hóa thức ăn tốt, tránh cái hiện tượng là chúng ta bị đầy hơi và sình bụng, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi. Còn khi chúng ta nằm đó, chúng ta có thể tập thở bụng 30 phút trước khi ngủ thì giúp cho chúng ta đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên, dễ dàng,
và ngủ rất là sâu và rất là ngon giấc. Quý vị có thể vận động nhẹ nhàng bằng cách là đi bộ tới lui trong nhà trước khi ngủ, hoặc là nếu chúng ta tập thở bụng mà chúng ta không đi vào giấc ngủ được thì chúng ta có thể đi tới đi lui trong nhà rồi sau đó quay lại tập thở bụng. Hạn chế tối đa cái tình trạng lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc ngủ. Cái lời khuyên thứ ba mà Du khuyên quý vị đó là không nên ăn đêm. Thì không nên ăn đêm ở đây là quý vị không nên ăn sau 8 giờ tối. Và lưu ý là quý vị không nên ăn trước cái giờ ngủ từ 3 đến 4 giờ. Bởi vì sau 3 đến 4 giờ thì toàn bộ thức ăn trong dạ dày sẽ được tiêu hóa hết. Và chúng ta sẽ đi ngủ với một cái dạ dày rỗng và giúp cho chúng ta có thể ngủ dễ dàng. Khi quý vị kiên quyết không ăn đêm thì sẽ ngăn ngừa được cái hiện tượng gọi là sình bụng và trướng bụng do khó tiêu. Khi quý vị bị sình bụng và trướng bụng sẽ gây ra cái hiện tượng là chèn ép cái bàng quang, mà bàng quang là cái túi cơ để chứa đựng nước tiểu của chúng ta. Mà khi bàng quang bị chèn ép như vậy sẽ gây ra cái hiện tượng là tiểu đêm và chúng ta thường xuyên đi tiểu và tiểu rất là ít. Cái lời khuyên thứ tư mà Duy gửi đến quý vị giúp cho quý vị có giấc ngủ ngon đó là chúng ta hãy sống vô tư và đừng nên lo lắng. Thì ở người già thì có hai việc để lo là lo cho con và lo cho cháu. Thì con nó đã lớn rồi thì chúng ta hãy để cho nó tự lập, nó tự sống, nó tự sắp xếp cuộc sống của nó. Chúng ta không cần phải lo lắng để làm gì. Cái việc thứ hai mà chúng ta hay lo đó là lo cho cháu. Thì cháu đã có con, nó lớn, nó lo rồi thì chúng ta không cần lo để làm chi. Theo Duy á, đối với những người lớn tuổi thì cái lo lắng thiết thực nhất đối với con cháu của mình đó là mình hãy tự chăm sóc cái sức khỏe của mình, làm sao cho mình có thể phòng và chữa trị hiệu quả tất cả những cái bệnh mãn tính. Điều này sẽ giúp cho con cháu nó đỡ cái gánh nặng là nó phải lo lắng cho mình, nó phải chăm sóc cho mình khi mà mình bị bệnh. Nói khác hơn là khi chúng ta biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân thì chúng ta sẽ không làm phiền phức đến con cháu. Cái nỗi lo lớn thứ hai của người cao tuổi khiến quý vị khó ngủ đó là lo về bệnh tật. Nếu như quý vị lo bệnh thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Tốt nhất là quý vị hãy học cái cách ăn uống và thực hành cái lối sống theo thực dưỡng hiện đại giúp cho quý vị có thể chủ động phòng và chữa trị hiệu quả các bệnh mãn tính. Quý vị có thể tìm hiểu các video về thực dưỡng hiện đại, cách ăn uống theo thực dưỡng hiện đại và từng bước chuyển sang thực dưỡng hiện đại như thế nào. Thì quý vị hãy click vào cái đường link bên trên này hoặc là xem cái chuỗi video đó ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Thực ra thì giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần tốt thì quý vị mới có một cái giấc ngủ an lành. Quý vị có thể tham khảo cái video về mối quan hệ giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Quý vị càng thực hành được lối sống vô tư, giảm lo lắng những chuyện không cần thiết thì quý vị sẽ đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Đó chính là một trong những cái điều quan trọng để duy trì một cái trạng thái sức khỏe tốt về thể chất lẫn tinh thần. Cái lời khuyên thứ năm mà Duy gửi đến quý vị giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ tốt đó là chúng ta hãy ngăn ngừa cái hiện tượng tiểu đêm. Thì để ngăn ngừa cái hiện tượng tiểu đêm thì rất là đơn giản, quý vị hãy thực hiện 4 cái lời khuyên đơn giản sau đây. Cái lời khuyên thứ nhất là quý vị hãy hạn chế tối đa việc ăn đường và bánh ngọt. Bởi vì đường và bánh ngọt sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị mất rất nhiều khoáng chất. Mà khi mất rất nhiều khoáng chất như vậy đó thì khả năng quý vị sẽ bị thoái hóa xương khớp, gây ra hiện tượng là đau nhức, thấp khớp và khó ngủ. Khi quý vị mất khoáng chất như vậy thì tế bào thần kinh của quý vị sẽ thiếu khoáng chất để dưỡng nuôi và gây cái hiện tượng là lão hóa. Đặc biệt là ở người già thì quá trình lão hóa tế bào thần kinh càng diễn ra mạnh mẽ và từ đó gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của quý vị. Nếu quý vị sử dụng nhiều đường tinh và bánh ngọt, đồ ngọt nói chung thì tế bào của quý vị sẽ mất nước. Cái thứ hai là những cái đường này nó sẽ được cơ thể chuyển hóa thành CO2 và nước. Mà CO2 nhiều trong máu sẽ gây hiện tượng là cao huyết áp. Mà nước nhiều trong máu thì thận phải lọc ra và quý vị phải đi tiểu nhiều hơn. Và đi tiểu nhiều hơn, đặc biệt là tiểu đêm thì là ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Cái lời khuyên thứ hai để hạn chế tiểu đêm là quý vị đừng có ăn đêm. Để giúp cho tiêu hóa dễ dàng, hạn chế cái tình trạng sình bụng và trướng bụng. Mà sình bụng và trướng bụng lại gây chèn ép bàng quang hay là bóng đái và từ đó gây ra cái hiện tượng tiểu đêm mà Duy đã phân tích ở bên trên. Cái điều thứ ba là quý vị đừng lo suy nghĩ khi chúng ta đặt lưng xuống chúng ta ngủ. Chúng ta đặt lưng chúng ta ngủ thì chúng ta hãy tập trung vào hơi thở, tập trung vào giấc ngủ. Nếu quý vị lo nghĩ sẽ ảnh hưởng đến huyết áp, làm cho mạch máu bị co thắt lại và làm cho huyết áp tăng cao. Mà huyết áp tăng cao thì quý vị rất khó đi vào giấc ngủ. Khi huyết áp tăng cao thì thận sẽ điều hòa huyết áp bằng cách lọc ra từ trong dòng máu nhiều nước hơn và lại gây ra cái hiện tượng tiểu đêm và làm cho suy giảm cái sức khỏe của thận.
Cái thói quen lo nghĩ trước khi ngủ là một thói quen xấu, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Quý vị có thể tham khảo cái video về thiền vô niệm, quý vị có thể thực hiện thiền vô niệm 30 phút trước khi ngủ để giúp cho quý vị có thể ngủ một cách dễ dàng. Đặc biệt là quý vị mất ngủ trong một thời gian dài do cái thói quen là hay lo lắng suy nghĩ trước khi ngủ. Cái lời khuyên thứ tư vô cùng quan trọng giúp cho quý vị ngăn ngừa hiện tượng tiểu đêm đó là trước khi ngủ chúng ta hãy mang vớ chân. Mang vớ chân giúp cho chân được ấm, thận sẽ làm việc dễ dàng, huyết áp được ổn định và chúng ta sẽ ngủ một cách ngon giấc. Và đặc biệt là mang vớ chân sẽ ngăn ngừa được cái hiện tượng là quý vị ngủ mà giật mình vào giữa đêm. Mà khi giật mình vào giữa đêm thì lại khó lấy lại giấc ngủ. Vừa rồi là 5 cái lời khuyên quan trọng, vô cùng đơn giản. Nếu quý vị áp dụng có thể giúp cho quý vị có một cái giấc ngủ tự nhiên, ngon giấc, từ đó giúp duy trì một cái tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên đối với cô bác anh chị bị hiện tượng mất ngủ trong một thời gian dài, đặc biệt là cái hiện tượng là đau đầu kinh niên, rối loạn tiền đình, quý vị rất khó đi vào giấc ngủ. Nguyên nhân là do cái tế bào thần kinh của chúng ta đã bị tổn thương trong một cái thời gian dài. Do đó cái việc phục hồi giấc ngủ nhất thiết quý vị phải phục hồi những cái tổn thương của tế bào thần kinh trong não. Hay nói khác hơn là chúng ta chống lại cái hiện tượng lão hóa của tế bào thần kinh. Và để làm được cái điều này đó, ngoài cái việc áp dụng ăn uống và cái lối sống đúng đắn, áp dụng ăn uống theo thực dưỡng hiện đại, thì quý vị có thể kết hợp sử dụng cái sản phẩm đến từ Úc, nó gọi là dược thảo thiên nhiên, có khả năng hỗ trợ cho cơ thể tự chữa lành tự nhiên. Cái sản phẩm mà Duy đề nghị quý vị hãy tham khảo và sử dụng nếu có điều kiện, đó là Neroziu, quý vị xem cái hình ảnh bên cạnh. Thì Neroziu giúp cho phục hồi những cái tổn thương của tế bào thần kinh. Đặc biệt là quý vị ăn cơm trắng, ăn gạo trắng trong một thời gian dài, não của chúng ta bị thiếu khoáng chất nghiêm trọng và gây tổn thương. Thì chi tiết về Neroziu là gì, cái công dụng và cách sử dụng ra làm sao và cái nơi liên hệ để chúng ta mua sản phẩm này thì quý vị có thể tham khảo ngay trong cái phần mô tả bên dưới cái video này. Đối với chú bác bị cái bệnh gọi là phì đại tiền liệt tuyến hay là nhiếp hậu tuyến đó, làm cho cái bàng quang của chúng ta bị chèn ép và gây ra cái hiện tượng là quý vị đi tiểu đêm nhiều lần. Một số chú bác là bị cái hiện tượng là đi tiểu rất là khó, thì quý vị có thể tham khảo cái sản phẩm đó là MaxiBoost. Cái hình ảnh của sản phẩm ngay bên cạnh, thì cái sản phẩm MaxiBoost giúp cho quý vị có thể phòng và chữa trị hiệu quả cái bệnh phì đại tiền liệt tuyến ở nam. Đặc biệt là chú bác ăn nhiều thịt, ăn nhiều đạm động vật và các cái thực phẩm chế biến chứa rất là nhiều cái chất mà kích thích tăng trưởng đó, thì làm cho cái tuyến tiền liệt chúng ta bị phì đại, mất kiểm soát. Ngoài ra thì MaxiBoost còn giúp tăng cường và phục hồi cái khả năng sinh lý của nam giới. Duy hy vọng là cái video hôm nay sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị và các bạn, giúp cho quý vị và các bạn có thể lấy lại cái giấc ngủ tự nhiên, dễ dàng, ngủ ngon giấc mà hoàn toàn không phụ thuộc vào thuốc. Nếu quý vị thấy video này có ích thì hãy nhấn like hoặc là click share để chia sẻ cho nhiều bạn bè khác cùng xem video. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Duy Võ để tiếp tục đón xem nhiều video mới rất thường xuyên nha quý vị. Nếu quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào thì hãy để lại cái câu hỏi đó ngay trong cái phần comment bên dưới cái video này. Duy sẽ tìm đọc và trả lời các câu hỏi cho quý vị một cách sớm nhất. Nếu quý vị muốn liên hệ trực tiếp với Duy thì hãy liên hệ ngay qua cái thông tin bên cạnh, số Zalo hoặc là Messenger 081 867 2707, hoặc là liên hệ gọi điện thoại trực tiếp số điện thoại 0946 778 933. Một lần nữa Duy xin chân thành mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video gần nhất, sớm nhất. Trân trọng chào tạm biệt.